Trên màn hình thì mọi người đang thấy là một cái củ từ loa BA C18650EL. Và củ loa này đã bị rớt nè. Loa này thì riêng loa Thái thì vấn đề mà bị chạy từ này thì rất là khó. Ít có vấn đề mà bị chạy từ, chạy đế A đế B lắm. Nhưng mọi người thấy đây là một cái đường nứt bể từ ra làm hai. Chẻ giống như là dùng dao mà chẻ ngọt luôn nè. Đó. Đó, chẻ giáp dòng luôn. Đây, xoay giáp dòng. Thì cái này video này thực hiện để cho khách hàng của chiếc loa này xem thôi. Cho nên là quay lại như thế này để cho khách hàng biết là cái loa làm rớt nó hư hại như thế này. Đó. Thì bây giờ đã được dán lại rồi. Mình đã dán, đã cạo về giữa cái tâm và có cái khay côn trở lại ngon lành rồi, đang dán băng keo để che tránh bụi nó bị rớt vào. Cái loa này thì cháy khủng khiếp lắm. Đây. Đó, phần côn của nó nè. Cháy mà cái nhện cháy như thế này luôn, hai màng nhện cháy hết. Cái côn te tét hết như thế này. Đó. Người thấy cháy khiếp không? Thì tại vì mình trao đổi thông tin qua với khách hàng qua điện thoại thì cũng một phần nào thôi, nhưng mà phải có video như thế này để cho khách hàng biết cái loa của mình cháy như thế nào. Thì bên đây vẫn giữ lại cái phần màng phía trên, không có tháo cái mũi loa ra, không có tháo cái nắp che bụi, vẫn giữ nguyên để cho nó còn được đẹp. Nhưng phần cái nhện này thì phải thay hai cái nhện khác. Đó, này là cái phần cháy nè. Rồi còn cái sườn của nó đây. Đây. Này thì mọi người rất là quen thuộc rồi ha. Đó, đây là phần cái sườn của nó nè. Rồi bây giờ thì phải một anh chân gà. Anh đang lấy hai cái chân anh kẹp lại nữa để anh làm một cái nhiệm vụ là anh vá cái đường từ lại cho nó đẹp nữa. Là anh đang pha keo AB màu đen để anh trét vô những cái đường nứt này. Đó, nó có những cái đường nứt rất là lớn. Đó, trét lại. Trét lại sau đó mới dùng, khi keo nó khô rồi mới dùng giấy nhám để mà chà qua thì nó sẽ liền lạc lại, sẽ không thấy cái đường nứt nữa. Còn ngoài ra để dán hai cái miếng từ bể này lại với nhau thì bên Tài vẫn sử dụng cái loại keo này. Đây, vẫn sử dụng cái loại keo AB dán từ thì đã dán nó ở bên trong rồi. Còn bây giờ cái phần keo đen này là chỉ có trét lại những cái đường bể của từ. Đó, những cái đường nứt giờ được trét cái này vô. Và sau đó thì dùng giấy nhám. Còn ngoài ra những vấn đề mà vô màng làm cái loa hoạt động trở lại thì bên Tài đã có rất là nhiều video clip rồi. Còn cái video này là quay để cho khách hàng xem mà thôi, xem về cái phần từ bể của mình. Thì bên Tài vẫn cố gắng để sửa chữa lại cho anh. Những anh ấy có cặp giò đẹp ghê, anh kẹp cục từ đứng im luôn. Rồi, video này thì chỉ có ngắn thôi. Tại vì video nhằm gửi cho khách hàng, cho nên là phải quay lên cho khách hàng xem. Còn ngoài ra vấn đề mà làm để giữ lại chiếc loa này đẹp đẽ bình thường thì Tài đã có rất là nhiều những cái video trên tất cả hai kênh Ngô Đức Tài Vlog tổng hợp và kênh NDT Audio. Mọi người muốn xem cái cách làm giữ lại cái màng và nắp che bụi như thế nào thì có thể xem trên kênh nha. Tìm kiếm ở trên kênh giúp Tài nha. Rồi đến đây video này xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo.